Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt. Thì tiếp tục về series trận chiến IQ. Thì ngày hôm nay sẽ là trận chiến giữa Phương Hữu Côn và em Hiếu Tồ Tè ở đây. Đó, thì ngày hôm nay luật chơi cũng rất là đặc biệt các bạn ạ. Đấy, ai mà không trả lời được hoặc trả lời sai thì sẽ bị đổ đầy một cái gáo nước vào cái xô đấy các bạn nhá. Đó, ai mà đầy xô trước hoặc là không chịu nổi thì người đó sẽ phải chịu thua. Và phần thưởng dành cho người chiến thắng sẽ là 1 triệu đồng. Và là người nào thua thì bị cái này đổ vào đầu với các bạn nhá. Hiểu chưa? Rồi. Rồi. Rồi các bạn ơi, cái trò này Hiếu tôi ngắm không phải là đối thủ của tôi rồi các bạn ạ, thật. Hiếu thì trình ở Hiếu khác gì ngang với trình của Vinh tính gì. Rồi các bạn ơi, trình gì ngang Vinh hay không bây giờ là phải vào phần thi chiến đấu các mới biết được đúng không các bạn? Đúng. Chiến. Rồi. Hit. Thì các bạn ạ, thì tất cả các câu hỏi đây là những câu hỏi chỉ là câu hỏi đơn giản thôi. Đó, mà những câu hỏi mà thuộc kiến thức của học sinh trung học cơ sở. Mọi người sẵn sàng chưa? Rồi. Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên nhá. Trong các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, tỉnh nào không có bờ biển chạy qua? Đó, mỗi người cầm một cái chuông. Đọc lại câu hỏi. Đọc. Trong các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, tỉnh nào không có bờ biển chạy qua? Rồi, Hiếu trả lời trước. Hải Dương. Chính xác. Côn. Câu đầu tiên thì cô đã được một gáo nước rồi. Ok. Khả năng tầm 10 gáo là đầy là đau cổ rồi. 10 gáo là đầy. Ừ. Rồi. Cô chuẩn bị nhá. Hiếu kéo tự tin lên em này. Rồi. Một người đứng trên mũi thuyền cách mặt nước 1,5m, 1 giờ sau nước dâng lên cao 50cm. Hỏi lúc này người đó đứng cách mặt nước bao nhiêu cm? Vẫn 1,5. Hỏi người đó đứng cách mặt nước bao nhiêu cm? Đọc lại. Rồi. Một người đứng trên mũi thuyền cách mặt nước 1,5m, 1 giờ sau nước dâng cao lên 50cm. Hỏi lúc này người đó đứng cách mặt nước bao nhiêu cm? Rồi cô trả lời. 1.500. 1.500m á? Cm. Rồi sai. Hiểu. 50cm. Cả hai người cùng sai đấy các bạn nhá. Thì ở đây nó là quy đổi ra là bằng 150cm các bạn. Côn là 1.500 thì hơi quá rồi các bạn ơi. Côn phải đổ đấy em ơi. Mỗi ông một gáo các bạn ạ. Rồi tôi đã gáo thứ hai rồi các bạn ạ. Ok. Rồi. Lặng cổ đấy các bạn ơi. Hai gáo lặng rồi các bạn ạ. Rồi cái câu này cũng rất là đơn giản dễ nhờ. Hiếu mày không biết gì về lịch sử không em? Cứ đọc đi. Rồi Côn có biết gì về lịch sử không? Cứ đọc đi. Ok nha, cứ đọc đi. Quốc hiệu đầu tiên của nước ta tồn tại đến năm 258 trước công nguyên còn gọi là gì? Rồi, câu trả lời trước. Văn Lang. Chính xác. Tốt nhá. Bạn luôn Văn Lang luôn. Ừ, em vừa nhưng mà em bấm nhẹ thế. Rồi các bạn ơi, tôi đã cân bằng tỷ số 2 đều nhá. Rồi. Tiếp này, câu hỏi này cũng mang tính chất lịch sử nhá. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, người anh hùng nào đã lấy thân mình để cứu Pháo? Phan Đình Duật. Sai. Phan Đình Duật đùa. Phan Đình Duật là lớp mà lố Châu Mai. Tô Minh Diện. Em trả lời sai thôi em ơi. Mày trả lời sai. Rồi các bạn ơi, tôi là Tô Minh Diện nhá. Rồi chính xác. Đồ. Ê, trả lời sai anh không biết thì em trả lời sai. Em còn trả lời lại làm gì? Đừng để lộ đáp án. Đừng để lộ đáp án. Rồi các bạn là Hiếu đã đầy được lửa rồi này. Lửa loan rồi. Và chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Câu này cũng dễ thôi. Côn và Hiếu thì hai người này cũng toàn thích xem thế giới động vật đi. Khả năng cả hai người sẽ trả lời câu này. Bộ phận nào trên cơ thể thằn lằn có khả năng mọc lại? Côn đuôi, đuôi. Côn đọc anh trước. Trước rồi em ơi. Đuôi các bạn ơi. Chính xác, chính xác. Đồ Hiếu. Công đứng nhá. Hiếu ơi, anh chờ với em thấy anh thấy em đau cổ đấy em ạ. Cố lên em ơi. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Và chúng ta lại đến với một câu sinh học tiếp nhá các bạn nhá. Quan hệ giữa các con sói trong bầy sói là dạng quan hệ gì? Bầy đàn. Sai. Rồi. Rồi Hiếu trả lời đi, anh trả lời sai rồi kìa em kìa. Bố mẹ anh chị em. Hiếu ơi, em trả lời cố tình đấy để cho buồn cười đúng không? Các bạn thì cái câu này cũng thật sự là khó thì bây giờ tôi sẽ giải thích nhá. Quan hệ giữa các con sói trong bầy sói là quan hệ gì? Thì tôi sẽ trả lời nó là quan hệ hỗ trợ cùng loài. Đấy, quan hệ cùng loài có thể vừa hỗ trợ vừa có thể là cạnh tranh. Đấy, mọi người hiểu chưa? Ok. Rồi thì là mỗi người một gáo em ơi.
Hiếu ơi, em lặn đến đầu gối rồi. Hiếu chắc tầm 3 câu hỏi nữa là lặn thôi. À, các bạn ạ, tôi thấy thùng của Hiếu chỉ một gáo nữa là đầy thôi các bạn. Khả năng ba gáo lứa trông thế thôi nhưng vành nó to. Rồi ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Mọi người nghe kỹ này. Trái tim lầm lỡ để trên đầu, lỏa thần vô ý trao tay giặc là những lời thơ mà nhà thơ Tố Hữu viết về ai? Viết về nhân vật nào? Rồi trả lời Mỹ Lương. Sai. Đọc lại câu hỏi em nào. Trái tim lầm lỡ để trên đầu, lỏ thần vô ý trao tay giật là những lời thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về nhân vật nào? An Dương Vương. Sai các bạn ơi. Nhân vật cơ mà. Thì cái câu này là rồi. Trái tim lầm lỡ để trên đầu, lỏ thần vô ý trao tay giật là những lời thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về Mỹ Châu. Làng Mỹ Châu, chính xác em ơi. Mỹ Lương Hiếu gần đúng các bạn ơi. Mỹ Lương em trông sai hay không thì mỗi ông một người. Mỗi ông một gáo. Hiếu ơi, em anh thấy là em sắp Hiếu tầm hai gáo nữa là thua rồi. Rồi. Thế này nếu mà hai anh em tôi cứ trả lời sai Hiếu cũng thua rồi. Đúng rồi. Em là tí em chỉ cần để tràn phát là em thua rồi đấy. Rồi, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Rồi, chúng ta sẽ đến với một câu hỏi cũng rất là khó nha, liên quan đến sinh học các bạn nhá. Con muỗi hút máu người và loài vật để làm gì? Khó nhỉ. Rồi. Con muỗi hút máu người để làm gì á? Để nó ăn, để nó sống, để nó tồn tại. Sai. Sinh sản. Sai. Con muỗi hút máu người để nuôi trứng các bạn. Nuôi trứng muỗi hiểu không? Ok. Rồi, mỗi người sẽ một gáo thôi nhá. Rồi. Hiếu là một gáo nữa là hỏng hẳn thôi. Em phải ướt đây này. Đến cái gì kia bằng mặt rồi. Rồi ok nhá, còn một câu hỏi nữa. Bây giờ chôn hạ cục luôn là xong là kèo này luôn này các bạn ơi. Rồi, mọi người sẽ chú ý nhá. Hiếu ơi, trước kia em học toán em học có giỏi không? Học tốt lắm các bạn ạ. Tôn trước kia học hình học có giỏi không? Không, rốt luôn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu toán nhá các bạn nhá. Trong một tam giác có tổng hai góc bằng góc còn lại thì đó là tam giác gì? Rồi. Tam giác bằng nhau. Sai. Rồi. Là tam giác gì em? Là tam giác gì? Tam giác vuông. Rồi chính xác. Côn lại bị một cái. Bây giờ mà Hiếu mà trả lời được 3 câu liên tiếp là khả năng vẫn đuổi Côn. Hai câu chỉ hai câu là tràn thôi. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Và chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhá. Hiếu ơi, bây giờ em không trả lời câu này là em thua luôn. Ok, bây giờ em ok. Còn một cái nữa rồi. Đợt rét muộn cuối cùng vào tháng 3 ở miền Bắc còn gọi là rét gì? Rét Làng Bân. Rồi, chính xác. Yeah. Rồi, khó thế mà anh Côn trả lời được các bạn ạ. Em ơi, anh rồi. Đẳng cấp mà. Rồi, như vậy là em Hiếu đã bị tràn rồi các bạn nhá, lại thua. Rồi. Rồi, okay. Thua rồi nha các bạn nhá. Thua rồi, chưa xong đâu em ơi, bỏ ra đi. Rồi. Em có điện thoại hay là thuốc hay là gì không? Em đứng ở đây em chạy tránh xa đấy. Rồi, trận chiến IQ ngày hôm nay thì là Côn đã là người giành chiến thắng. Và giải thưởng là lại là 1 triệu đồng nhá. Trao tặng cho Côn. Thì là em Hiếu ơi, em thua thì em có điện thoại em đưa cho anh. Đấy, điện thoại đấy. Đó. Có cởi áo rét ra không? Có ai cho các bạn không? Tội đầu mà. Rồi ok. Có cởi thì... áo kia lướt ra không? Em có cởi áo nào nữa không? Cởi dây ra không? Không, cởi dây có áo thì... Rồi được, thằng này được. Thì bây giờ sẽ cho Côn phụ trách hạ đối thủ nhá. Gội đầu cho các bạn ạ. Gội đầu thì cho gội đầu ạ. Chẳng mấy khi là ông anh gội đầu cho à? Các bạn tàn lại trướng. Thế biết thế tôi thua để cho thằng em nó gội đầu cho tôi thôi. Rồi, ok. Trời tiên này đã mát rồi, mát thêm. Rồi các bạn ơi, đây là một video giải trí cũng như là một video để cho mấy anh em trong team là nghiên cứu lại kiến thức ngày xưa các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì đăng ký kênh, like, chia sẻ và comment tất cả ý tưởng của các bạn dưới phần bình luận. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào.